Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ update cho các bạn tiếp tục dự án Testnet ở trên Linear kết hợp với Gazi các bạn nhé. Đây là part 5. Dự án này là Chanzika EVM Linear. Nếu các bạn mà chưa có cái phí ở bên mạng Linear thì các bạn có thể vào đây nhé. Và Infura này, mọi người đăng ký cho mình một tài khoản, sau đấy dán ví vào. Mỗi ngày các bạn sẽ nhận được khoảng 0,5 ETH Linear để chúng ta làm phí nhé. Ok, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nhiệm vụ ở trên web nhé. Nhiệm vụ lần này thì cũng khá là nhiều nha các bạn nhé. Nó không như tuần 4. Tuần 4 thì làm khá là nhàn, mấy phút là xong thôi. Nhưng tuần này thì nó hành hơi bị ác. Nó cũng làm khá là nhiều nhiệm vụ ở trên này. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm, đầu tiên là chúng ta sẽ làm ở bên Happy nhé. Các bạn cứ ấn vào chỗ detail này để chúng ta có thể xem cái chi tiết nhé. Nó có cả hướng dẫn ở trên doc nữa. Nếu mà các bạn chưa có biết làm thì các bạn có thể ấn vào doc để chúng ta làm nhé. Các bạn xem theo hình ảnh ấy để chúng ta làm. Ví dụ như có một thời gian hoặc là có một thời điểm nào đấy mà mình chưa kịp làm lên video ấy thì các bạn cũng có thể tự làm được nhé các bạn nhé. Các bạn ấn vào trong cái này là được. Thì nó yêu cầu chúng ta là có cái mạng Linear. Nếu mà các bạn chưa có thì các bạn vào trong cái trang list để chúng ta add nhé. Đấy. Hoặc là chúng ta search nhé. Search Linear Network, Gallery Test Network để chúng ta add nhé. Đấy. Nếu mà các bạn đã add xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là vào cái phần thứ hai là chúng ta go to MetaMask nhé. Chúng ta Testnet Account. Thì chúng ta vào trong MetaMask này. Chuyển sang cái mạng Gallery Testnet ở bên dưới này, Linear Testnet Gallery đâu, Linear. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy cái account của chúng ta ở đây phải không, thì chúng ta sẽ ấn vào đây để chúng ta tạo tài khoản nhé. Đấy, chúng ta tạo tài khoản thì chúng ta có thể tạo tài khoản là Linear 212 nhé, Linear 1, Linear 2, Linear 3. Đấy, ấn vào đây tạo này. Đây, mình sẽ tạo một cái cho các bạn nhé. Ví dụ ở đây mình có 5 rồi thì mình sẽ ấn vào tạo tài khoản và ấn vào là Linear 6. Đấy, ví dụ như thế đi. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn sẽ vào trong cái phần các bạn copy là cái địa chỉ này. Đấy, các bạn vào trong cái tài khoản chính của mình, các bạn gửi đến đây 0.001 Gallery nhé. 1 đúng chưa? 0.001 Linear ETH from your Linear Wallet 1 đến cái địa chỉ của họ nhé. Đấy, ở đây thì các bạn có thể ấn vào trả thêm một ít phí nữa cho nó nhanh. Tăng tốc nó lên. Đấy, khi các bạn gửi xong rồi thì chúng ta sẽ send 0.002 đến Linear, từ Linear 1 đến Linear 2, từ 0.003 từ Linear 1 đến Linear 3. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải vào cái Linear. Chúng ta có thể... Đấy, chạy đâu rồi? Hiện ra đi chứ. Đến Linear, ví dụ các bạn gửi vào Linear 4, 5 đi. 2, 3, 4, 5. Đây các bạn copy lấy Linear 5 này. Quay lại Linear 1. Gửi. Đến đây. 0.0002. Rồi. Chúng ta cho nó cao lên xem nào. Đấy, chúng ta tạo thêm một tài khoản nữa là Linear 6 đi. Rồi chúng ta sẽ vào Linear 6. Nó cho có 5 cái thôi à. Thì mình gửi đến 4 cũng được. Rồi. Vào trong cái mạng chính. Gửi. 0.0003. Chỉnh sửa
120 để cho nhanh. Rồi xong thì chúng ta sẽ vào trong Happy. Chúng ta connect Pedjolinear Wallet 1 to Happy ở bát 1. Chúng ta connect đến ví MetaMask này. Đấy, đây là cái ví của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉnh lại cái ngày. Hôm nay là date, cho là nó ghi date thế nào. 30 tháng 5 thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây là 31 tháng 5 2005 à 2023. Ở trên này chúng ta dán ví và chúng ta ấn vào fill nhé. Đấy, nó như này. Đấy thì chúng ta sẽ kéo kéo cái này. Đây ấn vào đây kéo nhé. Kéo xuống thế này. Chúng ta kéo sang. Kéo thành chữ L nhé. Cái này chúng ta kéo lên. Đấy, chúng ta kéo thành chữ L xong chúng ta chụp ảnh lại này. Chụp ảnh lại nhé. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ xuống ở bên dưới. Chúng ta ấn vào cái bài viết này. Chúng ta retrain lại bài viết nhé. Với hashtag linear 1 red. Chúng ta ấn like retrain. Đây. Chúng ta ấn vào qua từ tweet chứ. Đây. Chúng ta dán cái ví của chúng ta lại. Rồi. Chúng ta dán ảnh nhé. Tweet. Rồi. Coi như là xong cái nhiệm vụ của một nhá. Cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai thì chúng ta bắt đầu làm này. Cái thứ hai. Thứ hai là chúng ta làm ở trên GoPlus. Chúng ta vào GoPlus. Vậy. Dạ chào sếp ạ. Làm đi. Đăng ký video. Chúng ta lên cái phần này nhá, cái phần GoPlus này thì nó có cái hướng dẫn ở đây thì mọi người có thể vào đây để đọc thêm hướng dẫn nhá. Tại vì là nếu mà chúng ta không có xem video ấy thì chúng ta có thể xem hình ảnh để chúng ta làm theo ấy. Cái cần GoPlus này thì chúng ta vào đây connect đến, chúng ta có thể chọn nhé, chọn sang English để cho nó dễ. Chúng ta vào đây ấn tiếp theo này. Rồi, chúng ta sẽ check ở những cái này, nếu mà cái nào nó có, đây này các bạn này. Ví dụ các bạn thấy cái phần này là không này, rich không với các thứ này thì chúng ta tích chọn nhé. Đây chúng ta chọn. Còn cái nào mà nó tích 1, 2, 0 này chúng ta tích chọn tiếp này. Đấy, chúng ta cái này là chúng ta check chứ mà. Nó không phải cái nào cũng giống nhau đâu nhá. Mỗi người đều hiện một cái khác nhau. Vì thế ví dụ như nó cứ hiện 1 là các bạn thôi, không tích. Đấy, nhưng mà nó hiện 0 là các bạn cứ tích vào. Đấy, được 4 cái rồi. Đấy, cái này chưa chọn mà. Check đấy chứ. Đấy, như cái này một là không nhé, không chọn nhé. Nếu mà rich này không thì chúng ta không biết có chọn được không nhỉ. Để tí nữa nhé. Đây, không không thì chúng ta chọn. Cái này cũng không không thì chúng ta chọn. Một không chọn. Một không chọn. Đấy, chúng ta ở bên dưới. Một một không chọn. 11 không chọn. 10 cũng không chọn. 10 cũng không chọn. 14 không chọn. 10 12 không chọn. Không chọn. Không chọn. Không chọn. Có rich là chúng ta không chọn nhé. Không chọn. Có như là chúng ta có 7 cái này. Thì ác nghĩ là cái này. Cái này. Đây, cái này rich bằng 0 thì chúng ta chọn nhé. Cái nào rich bằng 1 thì chúng ta không chọn.
Coi như chúng ta chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta ấn vào Submit nhé. Đấy, như thế là xong nhé các bạn nhé. Cái này thì xong. Rồi tiếp tục rồi chúng ta sẽ quay lại cái phần linear để chúng ta tương tác ở trên trên ThingWeb nhé. Lúc này chúng ta làm ở trên Happy cũng như là GoPlus rồi. Thì bây giờ chúng ta làm ở trên ThingWeb. Chúng ta ấn vào đây. Nó sẽ có cái link, đây. Nó phần doc đây là phần như kiểu là giới thiệu bằng hình ảnh nhé mọi người nhé. Thì chúng ta có thể làm theo hình ảnh. Chúng ta vào trong linear. Chúng ta connect đến chúng ta vào trong ThingWeb. Chúng ta connect đến ví MetaMask của mình. Xin nhanh. Rồi ở đây thì chúng ta ấn vào drop token. Ở đây chúng ta sẽ ấn vào drop now. Name thì chúng ta ví dụ như kiểu tên của mình là Jonathan đi. Ở đây thì là kiểu là ZTH ký hiệu ấy. Ở dưới này thì như kiểu là than đi. Đấy. Ok chưa? Đây, nó cũng có đây này. Receive, các thứ có hết rồi nhé. Ở dưới thì chúng ta ấn vào deploy nhé. Đấy, các bạn chờ một ít nhé, tại vì là nó cũng đang quay này. Đấy. Mọi người cho cái phí cao lên nhé, để cho nó chạy nhanh. Chúng ta ấn chỉnh sửa này. Ở đây thì chúng ta cho 20 vào. Lưu giá trị mới. Chúng ta thử phí mà. Nếu các bạn không có thì vào Gram thôi. Vẫn được 0,5 ETH một ngày đó. Các bạn cứ lấy nhiều vào. Mỗi ngày chăm chỉ vào lấy. Tăng tốc nó lên. Đấy, rồi. Yêu cầu chữ ký. Ok. Đấy, xong phần này nhé. Tiếp theo là chúng ta vào phần Set Gram Condition. Chưa được. Rồi. Gram Condition ở đây nhé. Đấy, chúng ta ấn vào Add PC, chúng ta ấn vào Public nhé. Ở dưới này thì chúng ta How Many Token thì chúng ta ghi là 10 nhé. Đấy. Đây, Add PC này, 10 này. Rồi, chúng ta ấn vào Save. Lâu thế. Em ơi lâu thế, nhanh lên chớ, nâng cao chỉnh sửa 25 đi. Rồi nó ra cái này. Chúng ta chờ một ít nhé. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ấn vào hình như là phần token này nhỉ. Để xem nào. Phần Ember à? Đúng rồi, phần Ember nhé. MB, chúng ta sẽ connect đến ví ấy. Chúng ta sẽ ấn vào là 10. Min. Chúng ta sẽ min 10 cái này nhé.
Rồi chúng ta min tờ 10 cái rồi nhé. Tiếp theo là chúng ta ấn vào, chúng ta sẽ ấn vào hình như là token đấy. Chúng ta sẽ ấn vào token. Ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào transfer. Thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới, nó sẽ có một cái địa chỉ ví cho chúng ta transfer đến này. Đây, chúng ta chuyển đến. Ở đây thì chúng ta ghi là một transfer. Rồi. Đấy, thế là hết đấy mọi người. Đấy, chúng ta xong cái nhiệm vụ này nữa là hết này. Để xem ngày mai thì nó mới xác nhận cái nhiệm vụ cho mình nhé. Thì chúng ta mới cờ làm được cái NFT ở trên point ở trên cái Gashi nhé. Thì bây giờ chúng ta làm trước và mình sẽ để link cũng như là cái video ở xuống bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.